cái công việc hiện giờ của em á, và nó đúng với tình yêu, hay nó đang là cái công việc mà thực ra vốn em không có yêu nó đâu, nhưng mà bây giờ vì yêu cầu của cuộc sống mà em phải đang làm cái công việc đó. Thật ra em rất là yêu công việc diễn viên của em, nhưng nó không phải là cái sự lựa chọn ngay từ ban đầu. Khi mà còn bé, em ước mơ là sau này lớn lên mình sẽ có một cái sạp báo để mình bán báo, hoặc là mình làm giáo viên. Trời ơi, cái ước mơ với một cái lao động mà nhìn vô nó thơ, nó nhẹ nhàng, nó tiểu thuyết, dễ sợ luôn. Chị có biết tại sao không? Từ hồi nhỏ nhà em rất là nghèo, mà em ước mơ là mỗi tuần mình có một cuốn truyện Doraemon để mình đọc. Mà không có. Khi đi ngang qua sạp báo thì em thấy là các rất nhiều cô bán báo là ngồi thoải mái đọc. Em nghĩ, cha, được có thể đọc báo, đọc truyện, mà còn được bán cho mọi người lấy tiền về. Và với mình sạp báo là giàu có nhất trên đời rồi. Giàu có nhất trên đời rồi. Rồi lớn lên nữa thì ước mơ làm giáo viên. Thì thật ra em học ngành ngôn ngữ Anh, tức là đi ra là dạy tiếng Anh ấy. Thì em cũng có dạy tiếng Anh được một học kỳ rồi. Cái tự nhiên em được mời đi đóng phim. Tự nhiên vậy đó. Tự nhiên cái gì? Ồ. Cái xong mà đóng phim thì lại cát xê cũng được. Được so với cái lúc mà em vẫn chỉ là một cô sinh viên mới có 22 tuổi. Một bộ phim lúc đó em nhớ là em đóng xong là em được 50 triệu đó, rất là nhiều với em. Trời ơi, không, bây giờ nó vẫn nhiều nha. Từ phim này qua phim khác em làm tốt cho nên em được là nhiều những cái lời mời nữa. Và khán giả cũng yêu thích thì mình cảm thấy đây là công việc mà mình có thể là mình làm tốt được. Từ đó thì em bắt đầu em yêu cái công việc diễn xuất của mình. Có nghĩa là cái dấu ấn rất là quan trọng để em yêu công việc diễn xuất, nó phải nằm ở hai cái chất liệu là: thứ nhất, tôi được đáp ứng các yêu cầu của cuộc sống từ thu nhập của cái nghề này. Đúng rồi, đúng rồi. Và hai là mình có làm được. Đúng rồi, mình làm tốt. Ừ, và từ đó thì tình yêu nó mới nảy sinh. Không biết mọi người như thế nào, em rất là dễ. Mình cảm thấy mình làm tốt nó, có kết quả, có ích cho bản thân mình và cho gia đình trước nhất, thì cái đó là cái công việc mà em sẽ yêu. Em rất là thực tế và em nhìn vào vấn đề. Em nghĩ ra rất là nhiều trường hợp đang không có yêu thích cái công việc mình làm. Chỉ có hai cách thôi. Hoặc á, là mình phải tự hiểu bản thân mình thế mạnh ở đâu, mình có thể nắm bắt được những cơ hội để mình thay đổi cái công việc hay không. Mình phải lập kế hoạch chứ. Nếu như không thành công thì sẽ như thế nào, và nếu thành công thì mình sẽ đi đến đâu. Tức là sự lựa chọn nào thì nó cũng sẽ là một cái sự hy sinh. Chọn A thì mình phải xin B. Đó là vấn đề của cuộc sống rồi. Và cách thứ hai là mình phải tập làm sao để mình nhìn thấy được những cái ưu điểm, những cái tích cực trong cái công việc mình đang làm, để mà mình yêu thích nó hơn. Tức là mình phải công bằng với công việc. Yeah. Bạn không thể nào đổ thừa cho công việc để thấy rằng là tôi không vui là tại vì cái công việc đó. Đúng rồi, dù sao nó cũng là cái sự lựa chọn của bản thân mình. Chúng ta vẫn hay hỏi nhau cái câu cổ như thế này, đó là người chọn nghề hay là nghề chọn người. Với em thì là nghề chọn người, nhưng quyết định đi tiếp và cố gắng là do người. Và ở góc độ về khoa học giáo dục, tức là đào tạo người lao động, chị sẽ kết luận như thế này, đó là người chọn nghề. Bởi vì bạn luôn đã đồng ý, bạn luôn là cái người đưa ra cái quyết định trong từng thời khắc nghề nghiệp. Bạn đến với một cái nghề hay không là bạn mà. Dạ, đúng. Nhưng nghề sẽ rèn người. Dạ. Vậy thì nếu như mà bạn không có đáp ứng được các cái tiêu chí của công việc, của một cái nghề cụ thể nào đó, thì việc mà bạn bị sa thải, bạn bị đào thải ra khỏi cái lĩnh vực nghề nghiệp đó là chuyện bạn buộc phải chấp nhận. Thế thì cái câu chuyện nó cũng khá là công bằng. Em nghĩ rằng á, đã là làm việc, tất nhiên nó sẽ mang lại được cái lợi ích cho bản thân rộng lớn hơn là cho người thân, rộng lớn hơn nữa là cho cộng đồng, cho xã hội. Cái nào nó cũng sẽ có ích hết. Nếu như nó thật sự có ích rồi thì mình phải biết ơn, tự đánh giá bản thân, công bằng với những cái diễn biến mà nó đến với mình và đón nhận nó bằng một cái tâm thế dễ chịu. Ý em là vậy đó chị. Mà em nói nó quá là dòng do. Không, em nói rất là rõ ràng. Như vậy thì đôi khi chúng ta sẽ làm được cái việc mà chúng ta không có yêu lắm nhưng chúng ta làm giỏi và xã hội đang cần, nó cũng là một giá trị. Chúng tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ đến với công việc trước tiên bằng một cái tình yêu đơn thuần. Đó là việc mà được lao động đã là niềm vui. Còn lại mình phải